Ok các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay mình tiếp tục review và giới thiệu đến các bạn mẫu cần lua 4 khúc cộng 1. Đây là cái mẫu cần, nó có 4 khúc và cộng thêm một cái khúc tăng cường độ dài. Cái khúc này sử dụng như thế nào các bạn xem trong cái video, mình sẽ review chi tiết. Đây là cái mẫu cần của thương hiệu Kingdom, cái cần Adaptable. Và cái mẫu này nó có tất cả là hai size nha các bạn, một size là từ 1m8 tăng cường lên 2m1 và một size là 1m98 tăng cường lên là 2m28, và nó có cả máy đứng và máy ngang. Và thông số size và chi tiết thì các bạn xem mình sẽ review chi tiết. Cái mẫu cần này nó có kèm theo một cái bao đựng cần luôn. Cái bao đựng cần này chiều dài là 66 cm, và đây là cái bao đựng cần kèm theo cái cần luôn. Đấy. Bên ngoài là một cái lớp vải bố cực kỳ dày. Bên trong là một cái lớp vải microfiber, và trên giữa là một cái lớp vải, một cái lớp PVC dẻo cực kỳ tốt. Cái lớp microfiber bên trong này là chống thấm nước luôn nha các bạn. Có một cái tờ giấy hướng dẫn cho các bạn sử dụng cần câu và cảnh báo. Đây là cái cần chất liệu carbon, nó dẫn điện cực kỳ tốt, nó cảnh báo cho các bạn không được đi câu cái trời mưa mà có sấm sét, hoặc là các bạn không được quét cái cần câu đi ngang qua cái trụ điện cao thế, nó rất là dễ gây ra tai nạn. Cái cần này nó may cái bao đựng cần dính ở trong cái túi này luôn nha các bạn, và nó có tất cả là 5 cái ngăn, và mỗi ngăn là nó chứa một khúc. Cái mẫu cần này nó có cần máy đứng và máy ngang, và chiều dài thì nó có chiều dài 1m8 và tăng cường lên là 2m1 và 1m98 tăng cường lên 2m28. Về độ cứng thì nó có M và ML. Thì hôm nay mình sẽ review mẫu của cây cần máy đứng và máy ngang. Còn cái thông số kỹ thuật từng size và chi tiết thì các bạn xem ở trên tiêu đề của cái video, mình có ghi thông tin đầy đủ chi tiết từng size, hoặc các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết từng size. Đây là cái khúc cán của cây cần, cán là màu đỏ rất là đẹp, đi viền chỉ màu vàng, Cái chiều dài của cái khúc cán cũng như là cái chiều dài thu gọn của cái cần là 53.5 cm, rất là ngắn và rất là gọn, thích hợp cho các bạn kết hợp đi du lịch, mang theo dễ dàng bỏ vào trong cái valo hoặc là túi sách. Cái trọng lượng của cái cần là 166 gram, khá là nhẹ. Cán cần này là bằng chất liệu carbon, và cái cán thiết kế cái kiểu cán chày. Cái thiết kế này
Khi các bạn cầm cái chỗ tay cầm nó ốp vào cái lòng bàn tay rất là vừa vặn, nó không bị cóng và không bị đau tay, giúp cho các bạn dễ dàng thao tác. Bát máy là bát Fuji, bát Fuji. Cái khúc góc của cái cần ngay chỗ này, cái đường kính là cái đường kính, nghĩa là cái độ dày lớn là 9.2 mm, nó khá là nhỏ nha các bạn, khá là nhỏ, nó bằng cây bút bi á, nó bằng cây bút bi. Trên tay của mình cầm là cái cây có chiều dài là 1m98 đến 2m28. Nó còn có size 1m8 cho đến 2m1 nha các bạn. Là mình chỉ review cái mẫu chiều dài 1m98 đến 2m28. Là cây máy ngang và cái cây máy đứng. Độ cứng là M, nó còn có size ML nữa. Và các bạn xem cái thông số của cây ML chiều dài 1m8 đến 2m1 thì các bạn vào cái tiêu đề của cái video các bạn xem, hoặc là các bạn vào website adocau.com các bạn xem thông tin chi tiết cây Abda. Ở đây là cái thông số của cái cây size M. Tải mồi là từ 8 đến 28 gram. Linh là 8 đến 12 lb. Số khúc là 5. Cây máy đen, máy đứng và máy ngang thì như nhau. Cái độ cong của cây này là độ cong phát. Cái khúc cán màu đỏ rất là đẹp. Đây là cái khúc tăng cường cái độ dài hoặc là giảm cái độ dài. Cái khúc này nó có chiều dài là 31 cm. Đấy. Các bạn câu ở 1m98. Khi các bạn muốn tăng cường độ dài thêm thì nó sẽ thêm lên 31 cm, nghĩa là lên 2m28. Đây là cái khúc của cái cây máy ngang. Cái khúc cây máy ngang thì nó có thêm một cái khoen. Còn cái khúc của cái cây máy đứng thì nó không có cái khoen. Và nhược điểm của cái cây máy ngang là khi các bạn tăng cường hoặc là giảm độ dài thì các bạn phải thu dây lại. Rồi các bạn gắn cái khúc này vào rồi các bạn luồn dây lại. Đó là cái nhược điểm. Còn cái cây máy đứng khi các bạn câu khi mà các bạn muốn tăng cường độ dài hoặc là giảm độ dài thì các bạn không cần phải thu dây lại. Đây. Khi các bạn đang câu ở chế độ 1m98 các bạn muốn nó dài lên 2m28 thì các bạn chỉ cần gắn cái lóng tăng cường này vào. Và các bạn tăng lên. Các bạn không cần phải thu dây lại hoặc là tháo máy. Nó rất là tiện. Các bạn chỉ cần mua một cái cần mà các bạn có thể đi câu ở chế độ 1m98 hoặc là 1m28, thích hợp cho các bạn đi câu mọi địa hình luôn. Rất là tiện và cũng rất là gọn. Đấy, còn cái cây máy ngang thì nó bất tiện hơn một xíu. Khi các bạn câu ở 1m98 và các bạn muốn tăng cường thì các bạn phải thu dây về rồi gắn vào, xong rồi các bạn phải luồn dây lại bởi vì cái khúc này nó có một cái khoen nữa. Nó hơi bất tiện so với cái đối với cây máy ngang thì nó hơi bất tiện cái chỗ tăng cường. Và đây là cái khúc thứ ba, cái khúc này nó có là một cái khoen, khoen D3.
Đây là cái cây mấy ngang, nó là khuyên ba trần. Còn cái cây mấy đứng là khuyên trần ca. Dàn khuyên của cái cây này là khuyên Kingdom, khuyên hãng của Kingdom. Cái khuyên hãng này nó tương đương với cái khuyên Fuji Aconite nha các bạn. Kháng mặn, chống reset, tốc độ ra dây mượt và sử dụng tốt cho dây PE. Cái khúc này trang bị hai cây khuyên. Cái này là cây mây ngang và cái khuyên này là khuyên cây mỹ đứng. Chất liệu carbon vân ngang. Và đây là cái khúc đọt của cây cần, bố trí 5 cái khuyên, khúc đọt bố trí 5 cái khuyên, khuyên đầu bu chống xoắn và đường kính đọt của nó là 140 ly, đường kính đọt 140 ly. Mình vừa review và giới thiệu đến các bạn mẫu cần lùa của thương hiệu Kingdom, cây cần Adaptable, cây có mấy đứng và mấy ngang. Chiều dài thì nó có 1,8 đến 2,1 và 1,98 đến 2,28. Độ cứng thì nó có M và ML. Độ cong fast. Cây cần có kèm theo một cái túi đựng cần luôn. Rất là đẹp. Cái chiều dài của túi đựng cần này là 66 cm, thích hợp cho các bạn đi du lịch, đi câu xa, mang theo rất là tiện. Đặc biệt là các bạn đi du lịch mà mang theo thì nó rất là gọn. Các bạn có thể bỏ vào trong cái ba lô túi xách mang theo. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký và subscribe kênh để được xem những video mới nhất từ adocau. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.